Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Lý Tiểu Long có gửi về chương trình câu hỏi là lợn nái nhà tôi vừa đẻ hôm qua đã tiêm vaccine lở mồm long móng cho lợn nái cách đây 2 tháng. Hỏi là đàn lợn con có được truyền miễn dịch từ mẹ sang hay không? Và nếu không thì sau bao nhiêu ngày cần phải tiêm vaccine lở mồm long móng cho lợn con? Anh Long thân mến, mời anh cùng theo dõi phần tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của anh. Cái con lợn nái mẹ đã được tiêm phòng cách đây 2 tháng, tức là gì? Nó đã tạo ra được cái kháng thể chủ động đấy, để phòng được bệnh. Nhưng mà lưu ý rằng là hiện nay cái gây bệnh cho cái lợn hiện nay đấy là nó là được xác định đó là cái chủng C VNMA 98 đấy. Thế thì như vậy đã dùng vaccine đó rồi thì nó sẽ tạo ra được cái kháng thể ở trong máu bảo vệ được cái con mẹ đấy. Và đương nhiên khi nó đã có trong cơ thể, nó đã có kháng thể chủ động rồi thì như vậy nó sẽ qua sữa đầu, nó sẽ chuyển vào sữa đầu và con bú ra thì phải tích cực cho bú thường xuyên mẹ đấy. Và như thế nó sẽ tiếp thu được cái sữa đầu từ cái con lợn mẹ đấy, và nó bảo hộ được đến khoảng 1 tháng đấy. Nhưng mà có điều sau khi 1 tháng tuổi thì cần phải tiêm phòng cho con lợn con, nhưng lưu ý rằng là phải tiêm vaccine phù hợp chủng là chủng C Myanmar 98 thì nó mới là phù hợp. Bởi vì thế này, tức là đối với các cái subtype của cái tiếp ô đấy thì có vẻ chéo rất ít đấy. Điều đó có nghĩa rằng nếu không đúng cái tiêu chuẩn đó thì lợn vẫn có bị bệnh. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chúng ta vẫn phải áp dụng tốt cái biện pháp an toàn sinh học. Có nghĩa gì? Có nghĩa là không được đến nơi có ổ dịch đấy. Và khi vào trong chăn nuôi mình cần phải sát trùng chân tay thật kỹ, đi ủng cũng phải sát trùng thật kỹ, quần áo bảo hộ cũng phải được trang bị thật tốt đấy. Thì như vậy để không đem cái mầm bệnh ở bên ngoài vào trong cái chuồng nuôi nhà mình để gây bệnh, thì đấy là cái biện pháp an toàn sinh học cần phải được thực hiện một cách tiếp tục. Tiếp theo sẽ là những câu hỏi về bệnh trên đàn lợn. Khán giả Nguyễn Hữu Thắng, số điện thoại là 0981, 3 số cuối là 813 ở Nghệ An, có hỏi như sau. Lợn nái đang có chửa 1 tháng, 2 ngày nay thì lợn bỏ ăn và thở dốc, sốt 41 độ C, chảy dãi, có lẫn máu. Đã dùng thuốc Anagin nhưng chưa đỡ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Thắng, với những triệu chứng mà anh mô tả thì chuyên gia đã tư vấn cho anh như sau. Con lợn nái mà nó có cái dấu hiệu lâm sàng như vậy thì tôi cho rằng là nó có thể bị bệnh tụ huyết trùng. Thế thì đối với bệnh này là chúng ta cần phải sử dụng những cái thuốc kháng sinh có cái hoạt phổ và phù hợp để mà tiêu diệt cái vi khuẩn Pasteur mucositis. Thế trong trường hợp này thì tôi tư vấn cho anh Thắng là nên sử dụng cái thuốc Enrofloxacin hoặc là dùng cái thuốc Doxycycline tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 5 ngày liền, liều lượng theo dõi nguyên hạ suất. Bên cạnh cái việc mà điều trị cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta phải điều trị các cái triệu chứng, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng cho lợn nái bằng cách dùng cái thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1 và vitamin C tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp 3-5 ngày liền để cải thiện về hô hấp cũng như tuần hoàn. Vấn đề đặt ra là nó bị sốt đến 41 độ C và chính vì thế cho nên chúng ta phải sử dụng thuốc Allergen C tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp 3 đến 4 ngày liền để đưa nhiệt độ từ trạng thái 41 độ C trở lại cái nhiệt độ bình thường cơ thể. Và để giúp cho quá trình điều trị nó có hiệu quả tích cực, đặc biệt lợn nái đang thời kỳ mang thai thì nên dùng cái thuốc Cardosan, thuốc bổ 10% tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục 5 ngày liền thì giúp cho con lợn nái nó hồi phục nhanh chóng và nó có thể lại tiếp tục giữ không những giữ thai mà phát triển một cách bền vững.